Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn Khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Nha Trang triển khai thực hiện mô hình chốt bảo vệ vùng xanh tại những vùng chưa có dịch. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Cặp vợ chồng ở Phú Yên bán nhẫn mua 200 lít xăng tặng cho đoàn người về quê. Chia sẻ của khán giả Ngô Thanh Nga có số điện thoại 0337 3 số cuối 432. Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày càng manh động. Phản ánh của khán giả Phạm Quỳnh Anh có số điện thoại 0337 3 số cuối 852. Thời gian qua, cửa biển Kỳ Ninh, tỉnh Hà Tĩnh bị bồi lắng khiến tàu đánh cá ra vào gặp rất nhiều khó khăn. Để đưa được sản phẩm đánh bắt vào bờ, ngư dân phải nằm chờ nước thủy triều lên. Phản ánh của khán giả Mạnh Hải, số điện thoại 0979 3 số cuối 789. Mô hình nuôi cá heo nước ngọt trong ao đất đang mang lại nhiều thành công cho bà con thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Phản ánh của khán giả Minh Thông có số điện thoại 0337 3 số cuối 525. Để đảm bảo an toàn việc phòng chống dịch COVID-19 cho một tổ dân phố được công nhận đến nay vẫn không có dịch, thành phố Nha Trang đã vừa cho phép tổ dân phố này triển khai thực hiện mô hình chốt bảo vệ vùng xanh, tức là vùng không có dịch. Mô hình này lần đầu tiên xuất hiện tại Nha Trang. Ghi nhận tại tổ dân phố số 1, Phước Thành, thuộc phường Phước Long, Nha Trang. Hiện có 250 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu đã vừa triển khai mô hình chốt bảo vệ vùng xanh, tức vùng không có dịch, đặt ngay tại đầu con đường ra vào tổ. Do đến nay, các hộ dân trong tổ chưa có ai bị mắc bệnh COVID-19 nên vừa được thành phố cho phép triển khai chốt bảo vệ vùng xanh để quản lý chặt người từ bên ngoài vào, tránh mang dịch bệnh từ bên ngoài vào để lây lan trong tổ dân phố. Tổ bảo vệ vùng xanh được thành lập với sự tham gia của các đoàn thể cá nhân trong tổ như lực lượng cựu chiến binh, hội phụ nữ, các đội viên thanh niên thay nhau trực chốt 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của người dân trong và ngoài tổ, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thì xuất phát từ cái đặc điểm của tổ dân phố hiện nay, chúng tôi chưa có người nào bị mắc cả. Thế trên tinh thần là mình bảo vệ chính mình là chính. Tôi sẽ đề nghị lên phường thì được phía chủ tịch công an phường và bí thư đảng ủy là nhất trí cho chúng tôi là thí điểm làm cái xây dựng cái vùng xanh trong tổ dân phố của mình. Và đặc biệt là để như vậy là quản lý cái số người bên ngoài vào tổ dân phố, tránh mang cái dịch bệnh từ bên ngoài vào lây lan trong tổ dân phố. Tổ dân phố 1 Phước Thành là một tổ dân phố có 250 hộ dân và hơn 1.000 nhân khẩu. Và đây cũng là cái tổ đầu tiên thành lập vùng xanh của thành phố Khánh Hòa cũng như là Ủy ban Nhân dân phường Phước Long. Hiện nay, ngoài thành lập tổ bảo vệ vùng xanh, các thành viên trong tổ còn thường xuyên tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện 5K, khuyến khích người dân trong tổ ưu tiên áp dụng mua hàng thông qua hình thức online. Thưa quý vị, hình ảnh dòng người hồi hương từ các tỉnh miền Nam đổ về những ngày qua liên tục được cập nhật. Gia đình ly tán phải vượt quãng đường dài hàng nghìn cây số, dãi nắng, dầm mưa khiến cho nhiều đoàn thiện nguyện, mạnh thường quân muốn san sẻ chút tấm lòng giúp đỡ những người con xa xứ. Mới đây, hình ảnh cặp vợ chồng Phú Yên bán nhẫn mua 200 lít xăng tặng cho người về quê đã thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người. Hai vợ chồng này đều mặc đồ bảo hộ, đứng bên cạnh là thùng xốp đựng những chai xăng 500ml được xếp ngay ngắn. Thấy dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe về quê, hai vợ chồng đều chạy ra giúp đỡ, trao cho họ 1 đến 2 chai xăng tiếp sức đi đường. Người có hành động thiện nguyện này là vợ chồng anh Ngô Văn Lành, 37 tuổi, quê Phú Yên. Anh chị cho biết cả hai đã bắt đầu phát xăng từ sáng ngày 30 tháng 7 tại đoạn giao quốc lộ 1A, quốc lộ 25 tỉnh Phú Yên. Trước đó, hai anh chị đọc báo biết dòng người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về quê. Lại đúng lúc giá xăng tăng cao, cả hai đã bàn nhau hỗ trợ họ phần nào chút phí đi đường. Hai vợ chồng vốn làm thợ cắt tóc, mùa dịch lại đóng cửa, chẳng kiếm được là bao. Nhưng thương những người dân xa xứ, anh Lành bàn với vợ bán chiếc nhẫn mà hai vợ chồng để dành mua xăng tặng bà con. Chiếc nhẫn phong thủy hai vợ chồng gom góp mua để dành được bán lại với giá hơn 17 triệu đồng. Với anh Lành, nhẫn có thể mua lại, còn người thì không phải lúc nào cũng có để giúp. Biết được tấm lòng của hai vợ chồng, chủ tiệm vàng trả lại nhẫn cho anh Lành, thậm chí còn hào sảng cho mượn 10 triệu, nói cứ đi làm việc thiện đi, khi nào bớt khó khăn hãy trả lại. Hành động này khiến vợ chồng anh càng thêm xúc động và hành trình những chai xăng miễn phí bắt đầu từ đó. Biết con cả ngày liều mình đứng ngoài đường quốc lộ, gia đình anh Lành đều phản đối, thậm chí anh còn bị mẹ ruột từ mặt. Họ sợ con vất vả, lại run rủi, chẳng may nhiễm bệnh. Thế nhưng, anh chị vẫn quyết tâm với công việc thiện nguyện của mình. Nói thêm về dự định tặng xăng, vợ chồng anh Lành sẽ duy trì cho đến khi hết số tiền 10 triệu đồng ban đầu và quỹ mà một số người đã chủ động ủng hộ, dù anh chị không kêu gọi quyên góp. Anh hy vọng chút tấm lòng này sẽ giúp quãng đường của những bà con được rút ngắn lại, có thêm động lực cho hành trình hồi hương diễn ra an toàn, suôn sẻ. Với trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn, những ngày qua, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Trái tim Nhân Ái và các lực lượng chức năng trợ giúp nhân đạo cho hàng trăm người đi xe máy hồi hương qua địa bàn thị xã Kỳ Anh. Những phần quà của Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và nhóm thiện nguyện Trái tim Nhân Ái cùng các mạnh thường quân đã và đang được chuyển kịp thời đến bà con, có ý nghĩa rất lớn, để lại trong lòng người dân những hình ảnh đẹp về tấm lòng nhân văn cao cả. Vượt qua quãng đường cả ngàn km, nên khi về đến địa phận các tỉnh, nhiều người rất mệt mỏi, nóng sốt, cạn kiệt đồ ăn, thức uống. Trong số đó có nhiều phụ nữ, trẻ em. Những ngày qua, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê hương, đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hầu hết trong số họ là công nhân nghèo khó, buộc phải rời nơi mưu sinh để về quê trên những chiếc xe máy để về các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc. Cảm thông chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của những người về quê tránh dịch, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cùng nhóm thiện nguyện Trái tim Nhân Ái hỗ trợ hàng trăm gói bánh, sữa, nước uống và cơm, nhằm hỗ trợ người dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Được biết đây là hoạt động nhân đạo thường xuyên của Hội Chữ Thập Đỏ và nhóm thiện nguyện Trái tim, huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thời gian tới, dịch bệnh diễn biến phức tạp, dự báo số lượng bà con miền Nam về bằng phương tiện cá nhân sẽ đông thêm. Vì vậy, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã tiếp tục kêu gọi vận động nguồn lực để có lương thực, thực phẩm trợ giúp bà con trở về từ các tỉnh thành này. Để kịp thời hỗ trợ những hộ gia đình nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% gia đình thuộc diện hộ nghèo. Với phương châm không để hộ nghèo nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều gia đình đã rất xúc động với những gói hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Tại huyện Ứng Hòa, qua rà soát có 41 hộ nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn được nhận quà. Do đó cuối tuần qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa đã triển khai trao tặng quà của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tới các hộ nghèo. Mỗi hộ sẽ nhận được một suất quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm trị giá 1 triệu đồng, bao gồm gạo, đường, mì chính, dầu ăn, nước mắm và hạt nêm. Hiện cái chủ trương là không để ai bị thiếu đói và với mục tiêu là sức khỏe, vì sức khỏe của nhân dân là trên hết và trước hết. Qua đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa được sự ủy quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức thăm và tặng các suất quà cho tới trực tiếp cho tới các hộ nghèo của huyện Ứng Hòa trị giá là 1 triệu đồng, trong đó là 30 cân gạo, 2 lít dầu ăn, 2 kg đường, 1 kg mì chính và 2 kg lêm. Thông qua đợt thăm hỏi tặng quà như thế này thì các hộ gia đình rất là xúc động và biết ơn sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước và nhất là Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng thời qua cái đợt này thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phát huy cái vai trò của mình trong cái việc giám sát, trong việc thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho những người lao động tự do bị mất việc làm. Đây là một trong những cái nội dung lớn thực hiện trong cái chương trình giãn cách xã hội, và đồng thời tiếp tục giám sát các cái hoạt động thực hiện cái chỉ thị 17 của thành phố nói chung và chỉ thị 08 của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa nói riêng. Nhận được những phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu từ cán bộ Mặt trận Tổ quốc trong những ngày vừa qua, nhiều người trên địa bàn đã không giấu được sự xúc động trước sự quan tâm kịp thời của các ngành khi thực hiện giãn cách xã hội. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố cũng như huyện sẽ tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ những hộ nghèo và phối hợp với các tổ chức thành viên, các nhóm từ thiện và các nhà hảo tâm hỗ trợ những đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong những ngày đường phố vắng tanh khi thành phố Nha Trang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, tại bến neo đậu ghe thuyền khu vực Ba Làng và Đường Đệ của phường Vĩnh Hòa, các ghe thuyền đánh bắt nhỏ của ngư dân nơi đây như chìm trong giấc ngủ dài. Tuy nhiên, vẫn có một vài ngư dân lặng lẽ ra biển mong kiếm được vài con cá, con tôm để mưu sinh cho gia đình. Ghi nhận trên bờ biển Đường Đệ và Ba Làng, khán giả Hằng Vân có số điện thoại 0914 3 số cuối 914 cho biết. Giữa không gian biển cả mênh mông tĩnh lặng, hàng trăm ghe thuyền đánh bắt nhỏ đều nằm im bất động. Một đôi vợ chồng lớn tuổi âm thầm ra bờ biển, người vợ phụ chồng kéo chiếc thuyền thúng xuống mặt nước, sau đó lên bờ rời đi, để lại người chồng một mình cùng chiếc thuyền thúng chèo ra ghe nhỏ để đi đánh bắt gần bờ. Cũng trên bờ biển này, có một vài ngư dân khác đánh bắt nhỏ bơi thuyền thúng vào bờ sau một chuyến đánh bắt gần với thành quả thu được chỉ là một rổ cá ít ỏi. Ngư dân cùng rổ cá lặng lẽ đi về nhà trên con đường vắng tanh không một bóng người. Cảnh các ghe thuyền đều ngủ đông ngay giữa cao điểm của mùa thu hoạch cá chưa từng thấy tại nơi đây. Một vài ngư dân do nhớ biển nên vẫn âm thầm ra biển, một mình giữa mênh mông trời nước. Thời gian gần đây, lợi dụng việc các cơ quan chức năng tập trung lực lượng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tượng tìm cách thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường như là khai thác khoáng sản, đất, cát trái phép, đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng cát tặc liên tục lộng hành, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương. Hình ảnh này được ghi lại ở khu vực thôn 4, xã Ea Sô, huyện Ea Ka. Cát được bơm trực tiếp từ bè hút ở giữa lòng suối lên xe bằng vòi rồng. Sau đó, cát sẽ được lọc rửa giữ lại, còn bùn đất thì được thải ngược trực tiếp ra dòng suối. Việc khai thác như thế này đã khiến dòng chảy bị nắn dòng, biến dạng. Trước đó cũng trên địa bàn xã Ea Sô, một nhóm đối tượng đã tự ý tập kết trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc khai thác cát ngay trong khu vực lòng hồ thủy điện Krông Năng. Thực sự ra đối với cái điểm này thì cử tri ý kiến phản ánh rất là nhiều. Với cái trách nhiệm xử lý thì đối với Ủy ban xã chúng tôi cũng đã đề xuất kiến nghị lên Ủy ban huyện, các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm. Đối với cái tình hình dịch bệnh COVID-19 như thế, là những cái đối tượng mà đến địa bàn mà không xác định, mà không khai báo là rất là nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã tiến hành khi mà phát hiện những cái trường hợp mà chúng tôi đã đến yêu cầu đến khai báo y tế đầu tiên nhất thì mới biết được là những cái trường hợp này họ đã tiếp xúc với lại F0. Còn đây là khu vực rừng thuộc xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Những chiếc xe y ạch chở đầy đất đi cung cấp cho các công trường xây dựng trên cùng địa bàn. Đáng nói, dù chưa được cấp phép, nhưng các đối tượng này vẫn ngang nhiên khai thác rầm rộ. Cái vị trí khai thác thì nó thuộc chỗ đồi của chỗ trong buôn Cầm Leo, chỗ đó là đất rừng sản xuất, cũng tiến hành lập biên bản và đề nghị công ty ngừng ngay cái việc đó. Công ty khai thác đất để thực hiện cái công trình đường Đông Tây này. Tuy nhiên khi chưa xong hồ sơ thủ tục thì công ty này đã thực hiện khai thác là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. Dù đã nhiều lần kiểm tra, truy quét, nhưng cứ vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng khai thác khoáng sản trái phép lại tái diễn. tài nguyên của quốc gia đang ngày ngày bị đánh cắp, thất thu thuế, phí tài nguyên đang trở thành một vấn đề bức xúc của tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, cửa biển Kỳ Ninh, tỉnh Hà Tĩnh bị bồi lắng nặng khiến tàu đánh cá ra vào gặp rất nhiều khó khăn. Để đưa được sản phẩm đánh bắt vào bờ, ngư dân phải nằm chờ nước thủy triều lên. Theo ghi nhận của khán giả Mạnh Hải có số điện thoại 0979 và số cuối 789 thì khu vực trước cửa biển Kỳ Ninh cạn trơ đáy mỗi khi thủy triều xuống. Cát bồi lấp từ nhiều năm qua đã tích tụ thành bãi. Thời điểm mực nước xuống thấp, tàu thuyền không thể ra vào. Để được vào bến cá thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh và cảng cá xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm tàu thuyền của bà con ngư dân phải phụ thuộc vào nước thủy triều lên xuống. Nước lên xuống thất thường khiến lịch trình của tàu cũng không cố định. Nguyên nhân do luồng lạch dẫn vào các cảng ngày bị bồi lắng, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào cảng, ảnh hưởng lớn đến việc đánh bắt và hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư dân. So với những năm trước, thời gian này thuận tiện cho việc ra khơi đánh bắt. Thế nhưng nhiều tàu thuyền vẫn đang mắc kẹt bởi tình trạng bồi lắng trên diện rộng. Trên thực tế, tại cửa biển Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, nhiều đoạn bị bồi lấp cát dẫn đến cửa biển ngày càng bị thu hẹp. Các tàu cá có công suất lớn không thể ra vào cửa biển để bán hải sản nên đành chạy qua neo đậu ở các cảng cá khác. Còn tàu cá công suất nhỏ muốn ra khơi được phải chờ đến lúc thủy triều biển dâng cao lên. Bước vào vụ cá năm nay, nhiều chủ tàu tại xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang đứng trước nỗi lo mất an toàn trước mỗi chuyến ra khơi. Vì vậy, các ngành chức năng cần sớm có giải pháp nạo vét, xử lý triệt để tình trạng bồi lấp tại các cửa biển để giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, tránh trú an toàn khi mỗi mùa mưa bão đến. Với lợi thế là thị xã đầu nguồn, phát triển nuôi trồng thủy sản đang là hướng đi và sự lựa chọn của nhiều nông dân. Ở xã biên giới Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, có một nông dân đã tiên phong, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao trong nuôi cá heo nước ngọt vào trong đất, bước đầu mang lại những tín hiệu khả quan. Cá heo tự nhiên khi vào mùa nước nổi, người dân thường đánh bắt bằng cách đặt dớn, đặt lợp, giăng lưới. Thế nhưng những năm gần đây, nguồn cá tự nhiên dần khan hiếm, trong khi giá trị kinh tế của loài cá này khá cao. Khoảng một năm nay, anh Trần Văn Hảo đã mạnh dạn thực hiện nuôi cá heo trong vèo, ao đất. Bên trong ao, anh Hảo đặt vèo lưới kích thước ngang 5m, dài 9m, độ sâu 2,5m. Mật độ thả nuôi từ 200 đến 300 con trên 1 mét khối. Để nuôi được đối tượng cá heo thì nhất thiết ở trong ao hầm thì nhất thiết cái hộ nuôi là phải có hệ thống sục khí liên tục để cho cái môi trường ở trong cái ao hầm nó có cái dòng chảy tự nhiên như ở ngoài sông, kênh rạch để cho nó thích nghi với cái điều kiện thì mình mới có nuôi được để mang lại hiệu quả cao. Để cho cái cá heo phát triển tốt thì cái nguồn thức ăn của mình cho ăn là phải đảm bảo về cái lượng đạm phải cao, từ độ đạm từ 35 đến cho 40 đạm. Và phải thường xuyên hàng ngày mình quan sát cái tập tính ăn của cá để mình có cái chế độ mà cho ăn nó phù hợp. Vì là loài cá tự nhiên nên khi cá heo được đưa vào môi trường trong ao hầm cần kỹ thuật chăm sóc cũng như quá trình cho ăn thích hợp. Bên cạnh đó, anh Hảo còn tiến hành lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để ứng dụng vào quá trình vận hành hệ thống sục khí trong nuôi cá heo, giúp tiết kiệm điện năng và tăng thêm hiệu quả kinh tế. Hơn 4 tháng thì mình thấy mô hình của mình nuôi rất là đạt hiệu quả về cái tỷ lệ hao hụt thì khoảng cỡ 20%, tỷ lệ cá sống là 80% và cái tốc độ tăng trưởng của cá cho đến thời điểm hiện tại thì nó rất là đạt. Ban đầu là mình thả thì kích cỡ mẫu khoảng cỡ từ 250 đến 300 con trên 1 kg. Sau 4 đến 5 tháng nuôi thì hiện tại cái mẫu cá của mình đạt là từ 80 đến 100 con ký. Chục trăm con ký. Rồi thả vô mẫu có 200. Về cái mong muốn thì trong năm tới, phương hướng sắp tới thì mình sẽ tiếp tục phát triển cái mô hình do mình thấy cái hiệu quả nuôi tượng cá heo nó có cái thuận lợi trong cái việc phát triển nuôi trong cái ao hầm Về thì bên đó thì mình cũng có thể nhân rộng ra cho các địa phương lân cận để cùng với nhau phát triển, để mang lại hiệu quả kinh tế cho nông hộ. Thời gian nuôi cá heo từ 7 đến 8 tháng mới cho thu hoạch. Không chỉ tập trung nuôi cá heo nước ngọt trong vèo, anh Hảo còn thả thêm cá chép, cá mè vinh bên ngoài để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa. Từ đó trong một diện tích ao hầm, anh Hảo có thêm nguồn thủy sản khác để thu hoạch. Với suy nghĩ nắm bắt nhu cầu thị trường, giá trị kinh tế mang lại từ con cá heo nước ngọt cùng với ứng dụng hiệu quả công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản, mô hình nuôi cá heo nước ngọt vèo trong ao đất sẽ là một lựa chọn mang lại hướng đi mới cho nhiều nông dân vùng đầu nguồn. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong một tổ dân phố được công nhận đến nay vẫn không có dịch, thành phố Nha Trang đã vừa cho phép tổ dân phố này triển khai thực hiện mô hình chốt bảo vệ vùng xanh, tức vùng không có dịch. Mô hình này lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Nha Trang. Chia sẻ khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Hình ảnh dòng người hồi hương từ các tỉnh miền Nam đổ về những ngày qua liên tục được cập nhật. Gia đình ly tán phải vượt quãng đường xa hàng nghìn cây số, dãi nắng dầm mưa khiến nhiều đoàn thiện nguyện, mạnh thường quân muốn san sẻ chút tấm lòng giúp đỡ những người con xa xứ. Mới đây, hình ảnh cặp vợ chồng Phú Yên bán nhẫn mua 200 lít xăng tặng cho người về quê đã thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người dân. Chia sẻ của khán giả Ngô Thành An, số điện thoại 0337 3 số cuối 432. Với trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn, những ngày vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Trái tim Nhân Ái và lực lượng chức năng hỗ trợ giúp đỡ nhân đạo cho hàng trăm người đi xe máy hồi hương qua địa bàn thị xã Kỳ Anh. Những phần quà của Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và nhóm thiện nguyện Trái tim Nhân Ái cùng các mạnh thường quân đã và đang được vận chuyển kịp thời đến bà con, có ý nghĩa rất lớn, để lại trong lòng người dân những hình ảnh đẹp về những tấm lòng nhân văn cao cả. Chia sẻ từ khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Để hỗ trợ kịp thời những hộ gia đình nghèo gặp khó khăn trong dịch Covid-19, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% gia đình thuộc diện hộ nghèo. Với phương châm không để hộ nghèo nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều gia đình đã rất xúc động với những gói hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Chia sẻ từ khán giả Đình Thủy, số điện thoại 0987 3 số cuối 271. Trong những ngày đường phố vắng vẻ, khi thành phố Nha Trang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ, tại bến neo đậu ghe thuyền khu vực Ban Làng và đường Đường Đệ của phường Vĩnh Hòa, các ghe thuyền đánh bắt nhỏ của ngư dân nơi đây như chìm trong giấc ngủ dài. Tuy nhiên vẫn có một vài ngư dân lặng lẽ ra biển, mong kiếm được vài con cá, con tôm để mưu sinh cho cuộc sống gia đình. Chia sẻ của khán giả Hằng Vân, số điện thoại 0914 3 số 914. Thời gian gần đây, lợi dụng các cơ quan chức năng tập trung lực lượng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, nhiều đối tượng tìm cách thực hiện các hành vi phạm pháp về môi trường như khai thác khoáng sản, đất cát trái phép, đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng cát tặc liên tục lộng hành, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Phản ánh của khán giả Phạm Quỳnh Anh, số điện thoại 0337 3 số cuối 852. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhán giả@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.